lại, ghi lại. Rồi, ôn tập chương. Làm hết bài tập ôn tập chương này rồi nghỉ. Từ số 0 đến 6 là để lập bao nhiêu số chẵn của ba chữ số. Nào, ôn tập chương là chương này thì mình sẽ ôn tập. Tức là cái chương này thì cần có học cái gì á, cần nắm cái gì thì ở trong nguyên phần ôn tập chương này á, nó nói sẵn hết rồi. Trên số 8 168 số hả? Dạ. Tính nha. Nhiêu? Trên số 8 7 cái đúng không? 7 bỏ số 0 còn 6. Nhân 6 1, 2 lập bao nhiêu số? À, không nhất thiết khác nhau. Là 7 x 7. Ủa, 6 x 7 nhân vô mấy? 1, 2, 3, 4 nhân 4 nhân 168, đúng rồi. À, từ 1, 2, 3, 4, 5 thì lập bao nhiêu số chẵn có 3 số khác nhau, có 3 chữ số khác nhau? Bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau? Bao nhiêu đây? Đầu tiên là 5 số nhân 4 nhân cho 2, đúng không? 4 nè. Đầu tiên chúng ta sẽ có 4 số. Bài này chúng ta phải xét hai trường hợp, chứ không có làm vậy được. Trường hợp nếu mà số cuối là số 2 thì số đầu có bao nhiêu cách chọn? Nếu số cuối là số 2, số đầu có 4 cách chọn, số thứ hai có 3 cách chọn và số thứ ba có 1. Trường hợp thứ hai là nó có 4, số cuối là số 4. Giống nhau thì mình sẽ nhân 2, 4 x 3 x 2 ra 24 cách, 24 số. Ờ, 432, ờ cũng vậy. Vậy, vậy thôi. Bài công tắc nữa. Có 9 công tắc, trong đó mỗi công tắc có 2 trạng thái đóng mở hội mạng điện. Bài này mình có cái kinh nghiệm là nó có bị trùng á. Bài này đáp án hồi bữa mình làm là 15 nè. Hỏi mạng điện có thể có bao nhiêu cách đóng mở chính công tắc trên. Thằng này có bao nhiêu cách đóng mở? À, mấy siêu nhân bao nhiêu cách đóng mở? Thằng này á bao nhiêu cách? Thằng này nè, hai mũ bốn này có thể đóng mở, này đóng mở, này đóng mở, này đóng mở, này có 2 2 2 2. Còn này hai mũ 2 2 mũ 4
là thằng đầu tiên. Hai mũ 4 nè. Thằng thứ hai, hai mũ 2 là mình sẽ nhân. Hả? À, đúng không? Có 512 cách hả? Hai mũ 9 thôi. Có 9 công tắc là có hai mũ 9 cách đóng mở. 9 công tắc, mở công tắc là có nhiêu? Có hai trạng thái. 9 công tắc thì mình sẽ có là hai mũ 9 cách đóng mở. Ở trên mạng điện có nhiều cách đóng mở để thông dòng từ A đến B. Thông dòng từ A đến B thì này đóng nè. Cái gì nữa? Mộng hai này đóng, cái gì nữa? Này đóng, hoặc này đóng, hoặc này đóng. Tức là ít nhất nè, câu này là mình sẽ nói ít nhất một trong ba thằng này nó phải có trạng thái đóng. Thằng này nè, ít nhất thằng này có trạng thái đóng là có bao nhiêu trường hợp? Ít nhất một. Thì phủ định của mình đây ít nhất một đi. Không có. Không có. Ờ. Là bao nhiêu cách? Thằng này bình thường là nó có bao nhiêu cách? Bình thường này nè là có 4 cách. 4 cách là này đóng đóng, mở mở, đóng mở, đóng mở. Hiểu không? Có 4 cách. À, thì cả hai đều mở là bao nhiêu cách? Là chỉ có một thôi. Như vậy số các trường hợp mà có thể xảy ra ở đây là bao nhiêu? Là 3. Số trường hợp gì? Số trường hợp mà cho cái chỗ này là thông mạch nè là ít nhất một thằng nó đóng á, một thằng đóng á. Ít nhất một đóng là thằng này đóng là trường hợp thứ nhất, thằng này đóng trường hợp thứ hai, hoặc gì cả hai cùng đóng là trường hợp thứ ba. Hiểu không? Rồi thằng này có nhiều cách, thằng này là mình sẽ lấy số này mình nhân nè. Còn thằng bên này 2 mũ 3 trừ 1, đúng rồi, 2 mũ 3 trừ đi 1. Còn thằng này 2 mũ 4 trừ 1. À, rất là nhanh. À, thì chúng ta sẽ tính được là có bao nhiêu cách đóng mở ha. Thì mình sẽ lấy là 2 mũ 3 trừ 1. 2 mũ 3 trừ 1 ra nhiêu đây? Ra 7. 2 mũ 3 là 8 trừ 1 7. Nhân cho này là nhân cho 3. Và nhân cho này là nhân cho mấy? 15. Rồi em sẽ thấy là có 315 cách. 315. Hồi nãy là 512 đúng không? Này 315. Nó hơn kém nhau tới 197 cái lận. Để cho nó không thông mạch có 197 cái. Rất là nhiều cái trường hợp cho nó không thông mạch. Là trường hợp gì? Thằng này sao? Thằng này hở. Mấy này đóng, mấy này hở, mấy này đóng, hở, đóng đóng hai cái, hở hai cái gì đó, thằng này cũng vậy. Hiểu không? Chỉ cần một thằng hở thôi, thằng này cả bốn này nó không đóng lại. Rồi, qua bài 58. Biết làm mạng điện rồi đúng không? Để thầy coi lại coi. Có cái trường hợp nào mà không có trường hợp nào mà mới bị lỗi cả, bị trùng không có. Để chính xác hơn mở đáp án ra coi bài 57 coi có giống đáp án của mình không, mở coi thử coi. Rồi bài 58. Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điểm, trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. À, 9 điểm nha, không có 4 nào đồng phẳng. Hỏi có thể lập bao nhiêu cái tứ diện với các đỉnh thuộc tập hợp đã cho. Bao nhiêu cái tứ diện không đồng phẳng thì cứ 4 điểm thì lập được một cái tứ diện thôi. Đây là hình của một cái tứ diện nè. Cái này là trong phần hình học không gian của lớp 11 mình đã sẽ học hình tứ diện. Rồi, bao nhiêu cách đây? 9C4 là chọn 4 điểm trong 9 điểm và không đảo lộn vị trí. Rồi 9C4 đáp án đúng không? Gà hạn 126 đúng không? Đúng không nào? Rồi qua bài kế tiếp đi. Ừ nhiều quá. 159. Một câu lạc bộ có 25 thành viên, có bao nhiêu cách chọn 4 thành viên vào ủy ban thường trực? Chọn. Nhưng mà sao? Không sắp xếp, không đảo lộn vị trí, không sắp xếp.
là xài xài gì? Tổ tổ hợp. À, còn câu B là xài gì? Chỉnh hợp. Bài 60 tìm hệ số của x mũ 8 y mũ 9 bấm máy ra nhiêu? Bấm máy thôi. Gì? 17 gì? C, C mấy đây? C8 đi. Nhân cho thằng này mũ gì? Mũ 8 và này mũ 9 đúng không? Này mũ 8 là 3 mũ 8. Còn kia 2 mũ 9 thì mình sẽ ra cái hệ số là x8 y9 bằng số nó là nhiêu đây? 2 mũ 8 thôi. Này chắc là 3 mũ 3 mũ 8, 3 mũ 6 thôi. 3 mũ 6 ra số này, rồi mình lấy số này mình nhân cho 3. Tại vì nếu mình để 3 mũ 8 á, là cái số của nó ra là cái số mình không có viết ra được. À, thì thôi mình lấy cái số là 3 mũ 6. Rồi làm cái gì nữa? Nhân cho 3 mũ 2. Thì 3 mũ 6 nhân cho nguyên đám này thì ra này. 3 mũ 2 là 9 thì mình phân phối lấy 9 nhân vô là 0 nè. 72 với 2 nhớ 7, 72 cộng 7 bằng 9 với 7 nhớ với 9 nhớ 7 nè. 72 x 9 là viết 1 nhớ 8 nè. Nhân vô lấy 9 nhân vô cho này thì mình sẽ ra cái số đúng của nó. Đúng không? Em thấy đôi bài họ không viết ra kết quả thì họ viết 17 C8 nhân cho 3 C8 nhân cho 2 C8. Vậy thôi. Tìm cái hệ số của nó. Không ra kết quả. Rồi bài 61 trong ngẫu nhiên một số bé hơn 1000 tìm xác suất số đó chia hết cho 3. Dạng này làm hoài làm nhiều rồi đúng không? Chia hết cho 3 thì sao? 3 nhân x. Ờ đúng rồi, 3 nhân x hay quá. À, nó sẽ là 3 x sẽ bé hơn gì? 1000. Từ đây suy ra x bé hơn mấy? 333,3333. Như vậy là x sẽ bé hơn một bằng 333 thì có bao nhiêu số? Bao nhiêu số? Số tự nhiên là 333 số. Xác suất để số đó tính gì? Tính xác suất để yêu cầu tính xác suất thì là xác suất nhiêu? Không phẩy 333 chết cho 5 làm tương tự ha. Ờ, cái này cũng dễ. Phải không? Phải đáp án là 0.333 không? Có số 0 nữa không? Có số 0 nữa hả? Có 0 không? Có 0 chia cho 3. Số tự nhiên bé hơn ngàn. Tự nhiên là số gì? Còn số mà không có số 0 là gì? Gọi là số gì? Thuộc là sao? Mà gọi là số gì? Gọi là số dương. Đây cho số tự nhiên là tính luôn số 0. Rồi. Bài 62 chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong củ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài, tính xác suất để 5 quân bài này có 2 rô, 3 bích, 6 cơ và 10 nhép và quân ca cơ. Trời dễ quá, nhiêu? 52. Tính xác suất thì lấy không gian mẫu, đầu tiên là tính không gian mẫu. 52C5 tử là nhiêu? Trường hợp này có bao nhiêu cái trường hợp xảy ra ở đây? Hai rô, ba bích, sáu cơ, mười nhép, ca cơ bao nhiêu? Một rồi chứ nhiêu? Có một cái trường hợp này thôi, đang hai rô thì chỉ có một, hai rô ba bích chỉ có một con ba bích thôi, sáu cơ cũng một, mười nhép cũng một, mà ca cơ cũng một. Nhân lại ra một trường hợp, xác suất nó ra như đây, 1/52C5 chắc là đáp án trong sách ghi số này, phải không? Rồi qua bài 63, hiểu không? Hiểu không? Rồi lại là cái bài bộ bài này nữa, tính xác suất năm quân bài này có ít nhất một quân ách, ít nhất một quân ách thì có nhiêu quân ách? Ít nhất một thì tính cái trường hợp gì? Không có quân ách nào đi.
bốn tám xe lên kia, lên hai xe lên, là không có quân ách. Không có quân ách là 48C5, là chọn 5 lá bài trong gì? 48 lá bài còn lại bỏ quân ách. À, thì sao mình tính là 48C5 đi, mất tiêu quân chuột rồi. 48C5 đây là một cái gì? 48C5 không có lá bài nào, mình lấy một trừ thằng đó. Đây là một cái sát xuất gì? A với A gạch đầu gọi là sát xuất gì? Biến cố gì? Đúng. Biến cố đói, nó là biến cố đói, lấy một trừ đó ra đáp án đúng không? 0.341. Đúng không? Đúng. Rồi. Bài 64. Có hai hòm, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm một tấm thẻ, tính xác suất để tổng. Biết khi nào mình xài đói, khi nào mình không xài đói không? Ít nhất một quân ách. Đúng rồi. Ít nhất nè, thấy cái chữ ít nhất nè. Hầu như cái bài ít nhất nào mình cũng xài cái đói cả. Phủ định của mình là ít nhất là tất cả đều không có quân ách. Còn phủ định của mình đề tất cả thì là có ít nhất thì nó mệt hơn. Rồi, rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm tấm thẻ, tính xác suất để tổng các số ghi trên hai tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 3. Phủ định nữa. Không nhỏ hơn 3 là cái gì? Lớn hơn 3. Không nhỏ hơn 3 là lớn hơn hoặc bằng 3. Bé hơn 3. Không nhỏ hơn là bé hơn 3. Bé hơn 3 thì bé. Là à, có 5, có mỗi có hai cái hòm, có hai cái hòm là hai cái hàng á. Cái hòm đầu tiên nè, cái hòm thứ hai đi. Tính xác suất để rút ra nè, mỗi hòm thì chứa từ 1 đến 5. Thằng này cũng 1 đến 5. Bây giờ rút ra thì là bé ăn 2 đúng không? Mình sẽ tính xác suất cái trường hợp xảy ra nè, bé ăn 2 thì có bao nhiêu trường hợp? Thằng thứ nhất là 1. Từ 1 đến 5 đúng không? Từ 1 đến 5. Không nhỏ hơn 3 là gì? Không nhỏ hơn 3 là bé hơn 3. Bé hơn 3 là 2. Là 1-1. Hoặc là gì? 1-1 không à. Có một trường hợp duy nhất nè. Là thằng thứ nhất rút ra số 1. Thằng thứ 2 rút ra số 1. Một trường hợp duy nhất. Vậy xác suất là nhiêu? Dễ quá. Không gian mẫu là nhiêu? Đề yêu cầu tính xác suất không gian mẫu bài toán này là nhiêu? Thằng đầu tiên là có bao nhiêu cách chọn? Nên. Từ 1 đến 5. Không gian mẫu của nó là 5. Nhân cho 5. Cái hòm thứ hai cũng nhiêu? Cũng 5 thôi. Hiểu không? Năm trường hợp xảy ra là bao nhiêu? Chỉ có một trường hợp thôi, 1/25, 0.04 đúng không? Bây giờ tới ba hòm nè, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ từ 1 đến 5, rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm từ 1 tấm thẻ, tính sức để tổng số ghi trên 3 tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 4. Ê da, chết cha rồi. Bài này là 0.96 à, đáp án bài 64 nè. Em nói sai sao rồi? 0.96 đúng không? Đúng không? Ừ. Tại vì thầy tính cái này là tính cái mệnh đề phủ định mà. Không nhỏ hơn 3 thầy tính cái là từ là bằng 2 rồi thế 1 trừ cho này mới ra đáp án chứ. Rồi bài 65. Tổng các số ghi trên 3 tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 4. Không nhỏ hơn 4. Lại làm cái mệnh đề phủ định nữa, không nhỏ hơn 4 là gì? Nhỏ hơn 4. Là nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 4 là tổng lợi ra 3. Tổng lợi ra 3 thì chỉ có 1 cộng 1 cộng gì? Cộng 1 mà thôi, mấy trường hợp? Một trường hợp duy nhất, chia cho nhiêu? Chia cho nhiêu? 125 là 5 mũ 3. Lấy 1 trừ này thì ra đáp án của câu A. 1 trừ cho 1/125. Tổng số ghi trên 3 tấm thẻ rút ra là bằng 6.
tổng số ghi trên 3 tấm thẻ rút ra là bằng 6. Mình sẽ tính gì? Một trừ cho gì? Kết quả câu A. Tự nhiên lấy 1 trừ kết quả câu A ra 1/125 hả? Rút ra bằng 6 thì có những trường hợp gì xảy ra? Thành đầu tiên là rút 1, thành thứ hai rút 1, thành thứ ba rút mấy? 2 này cộng lại ra 5 nè. Có những trường hợp gì? 1, 4, 2 gì? 2, 3 rồi gì nữa? 3, 2, 4, 1 à, có 4 cái trường hợp này xảy ra. Nếu mà thằng thứ nhất á, rút ra số 2 á, thì thằng thứ hai, hai thằng còn lại rút ra nhiêu? 1 gì? Rút ra tổng lợi là 4 thôi. 1, 3, 2, 2 và 3, 1. Nếu mà thằng thứ ba nó rút ra số 3, thằng thứ nhất là rút ra 3, thằng thứ hai là rút ra phải là 3, vậy là 1 gì? 1, 2 và 2, 1 thôi. Không có 3, 0. Rồi thằng này mà rút ra 4 thì hai kia là rút ra nhiêu? 1, 1. Chỉ có 1 trường hợp thôi. Và không có trường hợp rút ra 5. Nha. Mình sẽ thấy là chúng ta sẽ có là 4 cái trường hợp xảy ra như thế này. Bây giờ nếu thằng đầu rút là 1 á, tính xác suất của này cộng cho xác suất của này. Tại vì ba cái biến cố là biến cố gì mà mình lại cộng xác suất nó lại với nhau. Biến cố hợp, đúng rồi, trường hợp này xảy ra hoặc trường hợp này xảy ra hoặc này xảy ra hoặc này xảy ra à, thì mình tính xác suất của biến cố này à, thằng đầu tiên á rút là 1 chia cho không giao mẫu đi, không giao mẫu là nhiêu? 125, đúng không? Có 125 cách chọn. Thằng thứ nhất là 5, thằng thứ hai nhân 5, thằng ba nhân 5, 125 cách chọn. Tử của trường hợp này là nhiêu? Là mấy? Là 4. 4 trường hợp xảy ra. 1, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2 và 1, 4, 1. Tại sao 10? Đúng không? Phải này chỉ có 4 trường hợp xảy ra không? Thằng thứ 2, 1, thằng thứ 3, 4 là 1 trường hợp. Thằng thứ 2 rút ra thẻ số 2, thằng thứ 3 rút ra thẻ số 3. 4 trường hợp. Thằng này nhiêu? 325. Thằng này là 2/125 và thằng này là 1/125. Tổng lại hết đó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 ra nhiêu? Ra 10, 10/125. Đáp án bài toán này lấy máy tính bấm 10/125 ra nhiêu? Câu B á. Đúng không? Đáp án đúng không? Đúng không Nam? À, bài này phải xét những trường hợp vậy thôi. Rồi qua bài số 66. À, lại tới cái phần xác suất rồi à, và xác suất này là cái biến ngẫu nhiên rời rạc thì mình mới học xong rồi, có thể tự làm được. Nhanh, 66. Xác suất để trang ít nhất nhiều nhất 4 lỗi, đúng không? Nhiều nhất 4 lỗi là tính luôn số 4, là đi từ đây đây nha. Ít nhất 2 lỗi, ít nhất 2 lỗi là gì? Là đi từ 0 đến 2 thôi. Ít nhất 2 lỗi mà, đi từ 0 đến 2 nha. Cộng mấy đó lại. Hai túi, à, túi thứ nhất là 3 thẻ, túi thứ hai là chứa 4 thẻ, rút ngẫu nhiên mỗi túi thẻ rồi cộng hai số ghi trên hai thẻ với nhau gọi x là số được lập bảng bố xác suất của x tính ex. Rồi, tự làm. Xác suất của x, x này là biến ngẫu nhiên rời rạc. Lý do là nó rút là ngẫu nhiên, cái thứ hai tập giá trị nó là nhiêu? Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi một tấm thẻ rồi cộng hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tập giá trị nó là nhiêu? Có rất là nhiều đấy nha. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra đối với x này? Bao nhiêu trường hợp? Túi nhất đánh thẻ 1, 2, 3. Túi thứ hai đánh thẻ 4, 5, 6, 8. Bao nhiêu trường hợp? Nhiêu? Không biết luôn, bỏ tay luôn.
Thì thứ nhất là có 3 trường hợp xảy ra, thì thứ hai là có 4 4 3 12 trường hợp tương ứng với 12 cột 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 7 à, tương ứng có 12 cột. X đó là số tích độ cộng của hai số ghi lại à, thì trường hợp thứ nhất là 1 với 4, 1 4 là cộng lại là 5 nè, 1 5 là cộng lại 6 gì, 1 6 là cộng lại nhiêu là 7, và 1 8 cộng lại là 9. Cha mình, thầy sẽ vẽ cho mấy em coi nè. X nè, nó có 5 6 7 9 và số 2 nè. Số 2 á là 2 cộng 4 với 6, trường hợp 6 này á là 2 lần rồi, xuất hiện 2 lần. Số 2 cộng 5 ra là 7, 7 này cũng xuất hiện 2 lần. Số 3, số 2 cộng 6 ra là 8. Số 8 này xuất hiện chỉ mới một lần duy nhất thôi. À. Vậy gì nữa? 2 cộng 8 ra 10, 10 xuất hiện một lần duy nhất. Tới 3 cộng 4 ra 7, 7 xuất hiện lần thứ hai. 3 cộng 5 ra 8, 8 xuất hiện lần thứ hai. 3 cộng 6 ra mấy? Ra 9, 9 xuất hiện lần thứ hai luôn. Và 3 cộng 8 ra 11, 11 xuất hiện lần thứ ba. Ở đây thì chúng ta chỉ có là 1 2 3 có 7 cột thôi. Giờ thầy cộng này là đủ có 12 không nha. 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 6, 6 cộng cho 4 ra 10, 10 cộng 2 12, đúng rồi nè. À, thầy vẽ thêm cái cột tần số cho nó là 1, 6 thì xuất hiện 2 lần, 7 là 3, 8 là 2, 9 là 2, 10 là 1, 11 là 1. Đó là tính xác suất nè, n tổng là 12. Thì tính xác suất của nó là 1 phần mấy? 1 phần 12. 1 phần 12. Thì này là 2 phần 12 là 1 phần 6, 3 phần 2 là 1 phần 4, này 1 phần 6, 1 phần 6, 1 phần 12. Đó, đây là tổng hết. Mấy này cộng lại chắc chắn ra là 0. Rồi, tính EX, EX gọi là cái gì? Là kỳ vọng, expect á. Là kỳ vọng á, mong đợi đó. À, cái bảng của nó là như thế này nha. Tưởng 12 cột mà không phải 12, thằng này cộng lại mà chỉ có 7 cột thôi. Rồi ok, qua bài 68. Một nhóm 7 người trong đó 4 nam 3 nữ, chọn ngẫu nhiên 3 người, gọi x là số nữ trong 3 người chọn, lập bảng phân bố xác suất của x. Số nữ trong 3 người chọn thì có bao nhiêu cột? Bài này có bao nhiêu cột? 4 cột. Bài này thì làm được rồi. À, rồi bài số 9, 69 mình sẽ đánh trắc nghiệm mấy câu này nữa. Ở đây thì mình chỉ có 5 câu trắc nghiệm thôi. Nhanh. Nhanh mà. Trong số nguyên từ 199 số mà số có số tăng dần hoặc giảm dần kể trái bên phải là bao nhiêu? Số mà các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần kể từ trái qua phải. Là sao ta? Ví dụ như 7 6 5 3 6 5 7 6 4 7 6 gì? Số 3 2 1. Số nó giảm dần. Giảm dần là sao ta? Kể từ trái sang phải. Tăng dần từ trái sang phải là từ đây qua đây nè. Và giảm dần, này là trường hợp giảm dần. Tính sao ta? Trắc nghiệm nhưng mà khó dữ trời. Tăng mà từ trái qua phải. Ví dụ như thầy sẽ cho số đầu tiên là số, không thể nào số 1 rồi. Ồ, số đầu tiên có thể là số 1. Mình xét cái trường hợp tăng dần hoặc giảm dần thì mình xét cái trường hợp tăng dần trước. Thằng đầu tiên có thể là số 1. À, 100 nè, thằng đầu tiên số 1. Thằng thứ hai là số mấy? Có bao nhiêu trường hợp xảy ra? Thằng thứ hai nè, thằng đầu tiên số 1, thằng thứ hai là có bao nhiêu trường hợp xảy ra? 2 3 4 5 6 7 8 9 là mấy trường hợp? 8 trường hợp có thể xảy ra ở đây.
9 mà từ 2 1 đến 9 là 9 trường hợp nè, bỏ số 1 ra thì từ 2 bóng so với đến 9 là 8 trường hợp. Rồi. Chà, nếu mà thằng này là số 2 thì sao ta? Nếu thằng này số 2 thì thằng kia có thể là bao nhiêu trường hợp? 8 cái trường hợp sẽ ra. Hả? Ông xem số và 3 chữ số giống nhau là có 6 trường hợp. Sau đó tính tổng của toàn bộ chữ số tăng dần vừa giống nhau và vừa bé thôi là 7 nhân 6 nhân 5 trừ 6 là 2. Ta lấy cái trường hợp phủ định nó lại hả? Tức là cả ba chỉ số đều bằng nhau, tăng dần, không tăng dần, có ba trường hợp xảy ra thôi hả? Cái chỉ số tăng dần, cái chỉ số giảm dần, hoặc là cái chỉ số gì bằng nhau, phải không? Chỉ ba trường hợp thôi, thì mình sẽ lấy một trừ cho cái trường hợp này, hoặc lấy tổng trừ cho số trường hợp này. Số trường hợp bằng nhau là có bao nhiêu? 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9. Từ số 3 mình nói là 3 2 1 mà. Sao chứ? Sao không tính 3 3 3? Tại vì nếu 1 1 1 là nó không thể tăng dần được. Là sao ta? Nếu nó tăng dần là từ 3 2 1. Nhưng mà thầy đang tính cái chỉ số nó giống nhau mà. Thì có tính 111 không? Bỏ các trường hợp cái chỉ số giống nhau là bỏ 111. 2 2 3 3 4 4 5 5. Thì có 9 cái trường hợp xảy ra. Hoặc cái trường hợp gì nữa? Bài này mình phải loại những cái trường hợp hoặc có thể xảy ra nè. Trường hợp là cả ba thằng như thế nào? Trường hợp này nó mệt dữ nữa nha. Cái chữ số giống nhau là cả ba thằng đều giống nhau nè, là trường hợp đầu tiên nè. Trường hợp thứ hai là gì? Hai thằng giống, một thằng khác. Đúng không? Trường hợp thứ ba là thằng chính giữa nó lớn hơn, ví dụ như 8, thằng này là 1, thằng này là gì? 2. Đâu tăng dần cũng đâu có giảm dần đâu. 1 nè, 2 trường hợp nè, 3 trường hợp nè. Thằng chính giữa nó lớn nhất trong 3 số này, thằng giữa lớn nhất. Nó còn dữ hơn cái trường hợp mà làm số tăng dần hay giảm dần nữa. Không biết tính này sao nữa. Một đội xây dựng gồm 10 công nhân, 3 kỹ sư. Để lập một tổ công tác cần chọn kỹ sư làm tổ trưởng, một công nhân làm tổ phó và 5 công nhân làm tổ viên, họ có bao nhiêu cách chọn? Chọn một kỹ sư làm tổ trưởng, sau đó chọn một công nhân làm tổ phó và chọn 5 công nhân làm tổ viên. Một công nhân, một kỹ sư làm tổ trưởng thì xác suất thì cách chọn nhiêu? Bài này chưa nghĩ ra cách làm. Một kỹ sư làm tổ trưởng thì chúng ta sẽ có là gì? Trong 3 người chọn một người. Chọn một công nhân làm tổ phó là C gì? Trong 10 công nhân mình chọn một người. Sau đó mình chọn gì? 5 công nhân làm tổ viên là C gì? C gì đây? C gì 5? Hả? C95 ở đây. Tại vì bỏ một thằng rồi, thằng làm tổ phó rồi, thì còn 9 thằng còn lại, chọn 5 thằng trong 9 thằng đó. Thầy tin bấm 3 nhân 10 nhân cho 9 C5 ra 3 7 80.
3780. Đây câu A, đáp án A nha. Với cái số 0146 có thể lập được bao nhiêu số chẵn năm chữ số đôi một khác nhau? Chữ số đầu tiên phải khác không? Dễ. Mình xét hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là trường hợp gì? Không. Trường hợp đầu tiên là trường hợp bằng 0 và trường hợp hai trường hợp khác không. Số cuối là số 0. Số cuối là số 0. Trường hợp đầu tiên số cuối là số 0. Thì số đầu có bao nhiêu cách chọn? 7 thì bỏ số 0 thì còn nhiêu? 6 nhân 5. 6. Nhân 4 và nhân cho 3. Tại vì chỗ này có 5 chữ số mà. 6, 5, 4, 3. Cộng cho trường hợp thứ hai là gì? Thằng đầu tiên, thằng cuối không phải số 0. Thằng cuối có bao nhiêu cách chọn? 2, 4, 1, 6. Có 3 cách chọn thằng cuối. Thằng đầu có bao nhiêu cách chọn? Bỏ số 0 với bỏ thằng gì? Bỏ thằng cuối. Bỏ 0 và bỏ thằng cuối thì được gì? 7 thì bỏ còn 5. Thằng kế tiếp, bỏ thằng đầu bỏ thằng cuối nhưng mà lấy số 0 là 5. À, 3 chữ số rồi, tới 4, tới 3 là xong. Này là nhân cho 1 nè, để đủ 5 cái nè. Thằng cuối là số 0, mình nhân 1. Đáp án là 1260. Câu B, 1260. Câu này là hệ số x19 công cai triển rút gọn đa thức là nhiêu? Này dễ. X19 là gì? C9 gì? C9 gì? 99 cộng gì? C gì? 19 cộng C 11 9 cộng C 12 9 cộng C 13 9 và cộng C của 14 9, phải không? Phải không? Đúng rồi. Lấy máy tính bấm thôi. À, thầy sẽ bấm như thế này. Thầy sẽ bấm là XC 9. À, X là sẽ đi từ 9 đến 14. Hả? 3033. Đây đáp án câu B. Thấy thầy bấm không? Chuỗi lặp lại. Và đây là cái cộng, cho nên thầy sử dụng cái tổng này. À, với X này thầy thay sẽ là đi từ 9 đến 14. À, đây nè, XC 9, XC9 nè. À, 3033. Ồ, 3003. Đáp án là 3003. Câu 73. Hai xạ thủ độc lập với nhau cùng bắn vào một tấm bia. Mỗi người bắn một viên, xác sức để bắn trúng xạ của xạ thủ thứ nhất 0.7, của xạ thủ thứ hai là 0.8. Rồi X là số bạn trúng bia, tính kỳ vọng của X. Bài này phải làm cái gì? Phải vẽ ra thôi. Độc lập mà cùng bắn vào một tấm bia đúng không? Thì kỳ vọng của X là X nó sẽ có những trường hợp nào xảy ra? Bắn vô tấm bia thì nó gì? Không trúng là cả hai đều hụt. Hoặc là cả hai, một người bắn trúng hoặc là gì nữa? Cả hai đều trúng. Xác suất để không có ai bắn trúng thì là nhiêu? Độc lập với nhau nha, một cái biến cố độc lập nha. Độc lập thì xài công thức gì? Cộng hay nhân? À, không có thì là lấy 0.3 nhân 0.2 là 0.06. Trường hợp mà không ai bắn trúng á, là chỉ có 0.06 thôi. Rồi trường hợp nếu có một người bắn trúng thì là người 1 bắn trúng, người 2 hụt, hoặc là người 1 hụt, người 2 trúng là nhiêu? 0.7 là người 1 trúng nè, nhân cho 0.2 là người 2 trúng nè, người 2 hụt nè, cộng gì? 0.3 là người 1 hụt nè, người 2 trúng là 0.8. Và trường hợp cả hai đều trúng là nhiêu? 0.7 nhân cho 0.8, cộng mấy này lại thử coi có ra không. À, này là 0.06 nè, cộng cho gì? 0.7 nhân 0.2 cộng 0.3 nhân 0.8 cộng cho 0.56 bằng 1. Đúng rồi nè, thầy làm đúng nha. À, thì tính kỳ vọng thì mấy em sẽ lấy cái trung bình của nó thôi. Trung bình của nó thầy sẽ lấy này nhân cho 0 cộng cho thằng này gì? Nhân 0. Ủa, nhân 1 chứ.
Nhân 1 thì khỏi cộng luôn. Thằng này cũng nhân 1 và thằng cuối cùng là mình sẽ nhân cho 2. Kỳ vọng của nó là 1,5. 1.5, đáp án là B. Được không? Dễ không? Rất là dễ. Phần bài tập này cực kỳ dễ. Nắm được cái việc mà lập cái bảng của một cái biến ngẫu nhiên rồi ạ. Thôi tới đây thì mình dừng ở đây. Có một cái bài này nè. Bài trắc nghiệm đầu tiên này không biết phải giải quyết làm sao. Nói bài kia thì được. Rồi thôi nghỉ.